Hello, How are you today, Simon? I'm fine, thank you. And you? This way. I turn on my... Okay. How are you today? I can... I'm fine, thank you. And you? Hồi nãy mình trả lời rồi mà. Okay, giờ mới nghe. Thank you. I'm okay. Hôm nay con ở trường con làm gì? Hôm nay con ở trường con học tiếng Anh. Hôm nay thứ ba con cũng học tiếng Anh luôn. Tiếng Anh ở trường. À, con sẽ có là gì? Mình nói bằng tiếng Anh có được không? English. I learn English today. English today. Today I learn English. Now you have here. I learn. Today I learn English today. Now, hold on. Now, Simon, I learn yes. English today. Now, English today. I learn English today. Okay. Now, Simon, I have a question for you. What letter is it? Con đang làm gì vậy? What are you doing? Letter? Now. Now, Simon, what letter is it? Simon, con nhìn lên xem con đang làm gì. Con nói cho cô nghe xem. Con đang viết gì hả? Không viết gì hết ạ. Không có viết gì hết hả? Vậy thì mình học đi rồi tí nữa mình chơi chứ con cứ vừa học vừa chơi. Đang tập trung. Trời đọc truyện hả? Trời. Đọc truyện gì vậy? Con đọc truyện gì vậy? Hả Simon? Thế đó. Gì vậy con? Hả? Thế giới khủng long, thế giới khủng long. À. Có hay không? Truyện hả? Hay là sách hôm bữa của con? Chuyến xin thời gian. Đọc Doraemon hả? Simon có đọc Doraemon không? Gì? Doraemon không? Có, không có quyển Doraemon nào ở nhà. Bữa nào nói mẹ mua truyện Doraemon cho con đọc. Con chỉ thích truyện khủng long à, chị chỉ thích truyện khủng long thôi hả? Khủng long kẻ trung hoa. Khủng long kẻ trung chim. Nào con gái nói... Rồi được chưa? Bây giờ con cất chưa? Con cất đi rồi tí nữa rồi con hãy đọc. Bây giờ con cất đi nào. Con cất truyện qua một bên đi. Còn không cô sẽ đợi con đọc xong rồi mình học ha. Ok. Con cất rồi. Ok. Good. Nào, con nhìn lên màn hình cho cô xem. Con nói cho cô xem đây là chữ cái gì vậy. Nào, what letter is it? D. Ok. Khi nào con phát âm cái chữ này con sẽ đọc là âm. Gì? Mình sẽ đọc là âm. B. Rồi. Con sẽ có chữ gì? Con sẽ có chữ cái gì? Con nói cho cô xem. Chữ cái gì nào? Con trong từ nào mà có chữ âm bờ? Âm bờ. B. Chữ gì? Con nói cho cô nghe được không? Con biết đó, có chữ gì mà có âm bờ? Chữ gì? B. Good. Rồi chữ gì nữa? Chữ gì? It's circle, it's round. What is it? You have it. A ball. Nè, mình có từ ball nè. Nó sẽ bắt đầu âm bằng âm bờ nè. Rồi cái gì nữa? Từ gì nữa nào? I live in the jungle. I'm an animal. Can you guess? B. Next is, can you guess it? B. E. Con có biết con này không? Bear. Con có biết không? Biết mà. Sao không nói? Rồi tiếp theo,
Con sẽ có cái gì nữa? Con sẽ có I can fly. I'm an animal and I can fly. I make honey. Biết không? Con có biết con gì không? Con có biết con này không? Gì? Con có biết không? Có biết không nào? Không luôn. Rồi, con có cái gì nữa? Quả gì? Quả gì? What fruit is it? It's yellow. It's long and yellow. What fruit is it? Quả gì? Con đang làm gì vậy Simon? Con có cái câu hỏi không? Dạ. Ừ. Gì nữa? Bè. Quả gì? Trái gì hè? Trái gì mà có bắt đầu bằng chữ bi? Con đoán xem. Bi à? Ừ. Chờ con đoán. Ừ. Con nghĩ đi. Không, apple là chữ bi cuối cùng. Quả gì? Cô cho con nhìn được không? Nhìn gì? Con nhìn được. Quả gì? Quả gì mà có bơ? Bơ. Con nhìn nè, gợi ý nè, bơ. Bia. No. Quả trái cây mà bia gì? No. Từ đó không có khó. Nó is long and yellow. Yellow. And when you eat, the monkey like this this fruit. Con nhớ rồi đó mà con quên. Con nhớ cái quả gì rồi mà con quên hả? Banana. Đúng rồi, banana. Giỏi. Nè, rồi quả gì nữa ha? Bi hả? Rồi, thôi chừng đó thôi. Ok. Nào con đọc cho cô xem. B. 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 Bo. Bo. Bear. Bear. Bee. Bee. Con biết bee là con gì không? Con ong á. Con ong là bee đó. Rồi con có con bướm là gì? Con có con bướm là gì hè? Con nhớ không? Con biết không? Con có con bướm là nè, butterfly. Butterfly. Ok. Now, you have banana. Nào, con đọc cho cô xem nào. Banana. Banana. Butterfly. Butterfly. Nào. Butterfly. Con đang làm gì vậy Simon? Now, butterfly. Gì? Đang, là, ôi, đang nhắn tin hả? Đang nhắn tin cho ai hả? Ôi, lo học đi. Ok. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ mình qua bài học của mình hôm nay nha. First of all, I show you our... Cô ơi, hôm nay cô mặc đồ ngủ đi hả? Hôm nay cô mặc đồ ngủ hả? Hôm nay tôi cô mặc đồ ngủ hả? Rồi người ta mặc đồ dài kêu người ta mặc đồ ngủ trời. Là sao? Đó là đồ ngủ à? No, I don't think so. Here. Here. Đó là đồ ngủ. Oh, no. Cô giống như trang. It's a shirt. It's a shirt. Okay, here. Quần của cô đang mặc quần jean hay quần gì ạ? À, trời ơi. Why you ask me like that? Quần jean đúng không? Quần jean thì con trai là mặc đồ không phải đồ ngủ. Oh, trời. Mặc đồ ngủ chắc là mặc quần dài là ok, tò mò quá. Học nào. Hôm nay mình sẽ học về letter B, ok? Letter B. Trời quá vậy. Bây giờ. Now, the first of all, we move to warm up. Okay, now we have what? A ball. A ball. Oh, really? And what's that? How about this one? I don't think so. The football. Oh, football? Hmm. What's that?
that? Let me see. Ah, I see. I have a game for you. Do you want to play a game? Now, which you choose? You choose what color? What color do you choose? What? Oh, no. Ah, no. Con học đi nào. Now, Simon, I have a game for you. You choose the color and I open it for you. Okay? Now, con chọn màu nào. Bây giờ con chọn một màu đi. What color do you choose you have here? Now? Con đang đi chơi. Nào, con viết xong chưa? Con đang làm gì vậy? Con học con có tập trung không? Con phải tập trung mình mới học được chứ Simon. Con cứ vậy rồi sao? Ok. Nào, cô hỏi con nào. Trong bốn cái màu này, bây giờ con chọn màu nào? One, two, three, or four. One, two, three, four. Which one do you choose? Con chọn cái nào nào? Chọn cái nào ta? Cái nào con không biết. Thì bây giờ con chọn một màu đi. Con chọn màu blue này nha. Ok. Rồi bây giờ con đoán thử ở trong này là cái gì? What is it? Can you guess? Bone. Yes, it's a bowl. Now open all of this. You have bowl here. Okay, bowl. A bowl. A bowl. Now, con đọc cho cô xem. Bowl. Bowl. Now, bowl. Now, bowl. Okay. And next, what is it? We move to the next. What we have now? What is it? Which color do you choose? Con chọn màu nào nào? Con chọn một màu đi. Nào? Dạ. Con chọn màu gì? Chọn màu xanh. Blue or green? Blue. Blue, okay. Look at this. What is it? What is the cement? What is it? Is. Now, cô mở thêm một màu nữa nha. Yellow or green? Yellow or green? Now, cô mở muốn mở màu nào? Yellow or green? Yellow. Yellow, okay. What is it? Biết không nào? And the last one. Okay. What is it? What is it in Vietnamese? Cái này đá bóng là đá bóng là gì ha? Đá bóng tiếng Anh là gì con có biết không? Football. Con biết mà, đúng không? Do you like football? Yeah, do you like football, Simon? Do you like football? Yes. Okay. Does your dad like football? Your dad? Your father? Yes. Yes, good. Okay. Now we move to next. Which one do you choose? What color do you choose, Simon? Con chọn màu nào nào. Red. Red, okay. What is it? I'm open it. What is it? It's a bed. Bed. Bed? Really? Now let's see. A bed. Good. How do you spell that? Con có biết viết cái từ đó không? Từ đó biết viết không nào? Không biết hả? Bed. Okay. Look at this one. It's a bed. Very good. And how about next?
is a, now you have here, big bear. Now, big bear. B. Con đọc cho cô xem nào. B, letter B. Now, letter B. Con đang viết gì phải không? Con viết xong đi rồi cô dạy tiếp nha. Không phải là cô thì nói đường cô mà con cứ ngồi con viết đường con vậy đâu. Con viết cho xong đi rồi cô trò mình học tiếp. Khi nào xong nói cô nha. Dạ, con xong rồi. Ok. Now, look at the screen. Con đang làm gì vậy? Khi nào con học nghiêm túc đi rồi con nói cô. Con chơi cho xong đi. Con chơi xong rồi. Ok. Bây giờ học nghiêm túc nha. Nếu mà con không học nghiêm túc là tí nữa cô sẽ cho con học thêm nữa. Con cứ không nghiêm túc một lần là học thêm 5 phút. Ok. Được không nào? Ok. Nào. Con đọc theo cô nè. Letter B. Letter B. 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 Yes. B. 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 Ok. Con sẽ có ở đây nè. Big bear. Nào. Big bear. Good. Big bear. Big bear. I'm a big bear. Okay. What letter? Now, what letter is it? Con trả lời cho cô xem. What letter is it? Is letter? Letter? Letter. Con có từ letter. Letter là cái chữ cái nào vậy? Thì con sẽ có chữ cái nào? Letter B. Okay. Letter B. And next. How to write that? How to write that, Simon? Can you write it? Cái này hả? No. What? How to write letter B? How to write letter B? Okay, good. Not what? What you say? Okay. And? You have here B, letter B, sound B, B. Okay? You have here bear. Nào, con đọc theo cô nào. Bear. Bear. Butterfly. 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 Okay. Baker. Baker. Baker là cái... Người nướng bánh. Người nướng bánh, người làm bánh, thợ làm bánh đó. Con có từ broccoli. Do you know broccoli? Con biết broccoli là cái gì không? Broccoli là ít. Hả? Broccoli là cái gì? Là bông cải xanh. Đúng rồi. Con có thích ăn bông cải xanh không? No. No. Bông cải trắng có thích ăn không? Con thích ăn bông cải trắng không? Không. Không luôn. Ôi. Nó ngon mà. Ok, and the last one you have bat. Bat. Con có biết con gì đây không? Đừng. Con gì ơi? Con đừng có phá nữa coi Simon. Một lần nữa là rồi cô cho con thêm học thêm cứ 5 phút nha. Nào, con đọc theo cô nào. Bear. Bear. Butterfly. Butterfly. Baker. Big. Baker. Baker. Big. Baker. 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 Broccoli. 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 Bat. Bat. Rồi bây giờ con mở vở của con ra, con viết cái âm bờ này nè vào vở nè. B. Rồi sau đó con sẽ viết từ bear, butterfly, baker, broccoli and bat ở phía bên dưới, được không nào? Vở của con đâu? Where's your notebook? Notebook của con ý này nè. Con viết cái gì?
Rồi bây giờ con viết chữ b vào vở mình đi nào. B. B. Rồi ở phía bên dưới con sẽ có là bear, butterfly, baker, broccoli, bat. Ở bên dưới con vẽ mỗi cái một cái hình. Được chưa nào? Được không con? Con đợi cô xíu nha. Lâu quá thì lâu luôn. Còn thu con biết con chơi xong lắm mà. Rồi con đợi cô xíu, con biết rồi. Okay. Say it again. Con viết tới đâu rồi? Con cho cô xem nào. Cô cho cô chưa viết hết mà. Rồi okay. Now, ở phía bên dưới con sẽ có từ bear, butterfly, baker, broccoli and bat. Okay. Correctly does more than. Cô sao cô đời? Mẹ nó bị gì á con? Mẹ nó bị yếu quá. Đời. Được chưa nào? Được không? Được rồi. Ok, con viết xong chưa? Ok, nào cô, con cho cô xem nào. Cho cô xem bài của con viết xem. Let me see. Đâu, chưa có thấy. Cô chưa thấy nào. Con viết vậy rồi sao con vẽ cái hình được? Con phải viết từng dòng con cách ra con mới vẽ được cái hình vào chứ. Còn không thôi con để con vẽ bên dưới cũng được. Con đâu có biết con bè. Ôi, con vẽ không biết vẽ con bè. Con vẽ đại con gấu bông bè. Ok. Con vẽ sao? Con để về nhà cái bài đó con để về nhà làm đi. Nơi dễ luôn.
Ok. Được chưa con? Dạ được rồi, con chưa có gì. Con dơ hơi dơ, con dơ hơi khó nè cô. Con để bữa sau con vẽ cũng được. Con để bài đó về nhà đi rồi con vẽ. Dễ mất tiêu. Ok. Con dễ mất tiêu. Con dễ mất tiêu, con dễ luôn. Rồi xong. Đây con làm để dịp. Let me see. Okay. So cute. Okay. Con dễ hơi xấu đó con thơ. But it's okay. Con làm sao miễn con nhớ được cái từ đó thôi. Ok. Now, next. Nào con đọc lại cho cô nghe một lần nào nào. B. 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 Now. Simon. Where are you? Now. B. Bear. B. Butterfly. B. Baker. B. Broccoli. B. Bat. Now. Con đọc cho con xem nào. B. B. Bear. B. Butterfly. B. À, nào, không có phải butterfly, con đọc cái gì mà butterfly ghê vậy. Nào, you have bear, b, bear, b, butterfly, b, baker, b, broccoli, b, bat. Ok. Now, your turn. Con đọc cho con nghe xem nào. B, bear. Yeah. Con đọc cho cô nghe xem. Butterfly. Butterfly. Now fly, not fry. Fly, fly. Butterfly. Đúng rồi, đúng rồi. Now baker. Baker. Broccoli. Now broccoli. Đúng rồi, broccoli and bat. Okay, we move to the next. And this one, let's learn some new words. You have some new words here. How about this one? Now, Simon, what is it? What is it, Simon? The first one is ball. Now, ball. 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 Boy. Boy chứ ba gì trời. Boy. Ôi ôi boy boy. Now, boy. Like ball. I'm a boy. Bed. I sleep on my bed. Bear. Bed. Gì bé đấy. Now, I'm a boy. I like ball. I climb, I sleep on my bed. Còn là con sẽ có gì? I'm a boy. I put my bone on my bed. Okay? Can you do that? Now, you have this one. I said this with you. You say, I'm a boy. I'm a boy. I'm a boy. I put my ball on my bed. Nào, con đọc cho cô nghe xem nào. Now, I'm a boy. I put my ball on my bed. Now, Simon, let's try. Con đọc cho cô nghe xem. Ball, boy, bed. Đúng rồi, nhưng mà con đọc cái câu ở phía bên trên cho cô nghe xem. Bad, boy, I'm a boy. I put my ball on my bed. Now? I'm a boy. I put chứ sao mà y được. I put my ball. Now, I put my ball. On my bed. Now, on my bed.
put my bone on my bed? I put my bone on my bed. Now, I'm a boy. I put my bone on my bed. Okay? Nào, Su Hào ra cho anh học chứ. Rồi con dạy sao anh học được. Anh bực bội rồi kìa. Để cho anh học tí nữa hai anh em chơi với nhau. Như vậy sao anh học được? Tốt của lùng xong nó học chưa? Ok. Next, you have. Move to the next. Mình sẽ có cái gì tiếp theo đây? The first one you have. What is it? Yes. Oh, sorry. Wait. Now, you have this one here first. And I move the sentence back later. Now. Baby. Baby. Now, baby. Baby. Bus. 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 Banana. 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 Now, banana. Con sẽ có câu gì? The baby banana. On the bus is eating banana. Khỉ. No, gì tự nhiên khỉ đây? Con sẽ có làm sao? Con sẽ có câu là the baby hoặc là I see a baby. On con sắp bị chê vỡ rồi. Why? I see a baby on the bird. She is eating banana. Okay. Now. Hồi nãy cái câu lúc trước của con là con có câu gì? I am a boy. I put my bone on my bed. Okay, I am a boy. I put my bone on my bed. I see a baby on the bus. Now, con đọc cho cô nghe xem. I see a baby on the bus. Now, Simon, I see a baby on the bus. Now, yes. Con đang làm gì vậy? Con đang bị treo cổ. Huh? No. I see a baby on the bus. Con đọc cho cô nghe xem. I see. Now. Yes. I see a baby on the bus. Học nhanh lên nào, sắp xong rồi nào. Now, I see a baby. I see a baby. On the bus. She is eating banana. Banana. Okay, good. Next, you have. No, stop. Now, banana. This is my banana. This is my ball. Okay.
Now, you just about this one. I am a boy. I put my ball on my bed. Nào con đọc cả hết tất cả lại cho cô nghe xem. I am a boy. I am a boy. I put my ball on my bed. I put my ball on my bed. I see a baby on the bus. Now? I see a baby on the bus. She is eating banana. Eating banana. Okay, very good. Now, Simon, do you want to play a game? I said the game with you now, okay? Do you want to play that? I said the game with you. Maybe I move this here. Let me see where. Okay. Can you see the screen, Simon? Can you see the screen? So vậy. Okay. Letter B. B. Okay. Now, what is it, Simon? Look at this one and say what is it. Sao người ta dễ đẹp tô màu đẹp như? What? Tô đẹp. Sao người ta tô đẹp quá? Tiếp đi con. Con đoán ở đây là cái gì? Con có nhìn thấy không? Ta biết. Bớt. 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 Bus, okay. Now let's see. Is a bus? Is it a bus? 5, 3, 2, 1. Bus, okay. Bus. Bus. Now, what is it? Now, get it? You get it now? What is it, Simon? What is it? Quickly. Ba? Bat. Okay, very good. Bat is a bat. Bat. Okay, now next. What we have next? Let's try. What is it, Simon? Simon. What is it, quickly? What is it? Chẳng biết vậy. What is it? It's a... It's a ball. Okay. Now next. Có rất nhiều bình hình tròn. What is it? Banana. Banana. Okay, good. Banana. Banana. And what next? What is it, Simon? What is it? Bird. What? Butter. Oh, Simon don't know that. You don't know that. Con có biết không? Cái gì đây? Butterfly. Yes, butterfly. And what next? Butterfly. And next, Simon. But this one. Mới nhìn thấy đã biết rồi. Bus, bat. Nào, con đọc cho cô nghe xem nào. Bus. Bat. Chưa có nghe. Butterfly. No, con đọc từng từ xem. Con đọc từng từ á. Cô không có nghe. Cô bị nặng tai á, con phải nói to lên. Chị, cô bị nặng tai. Biết hả?
Ừ. Không, không nghe nên con phải nói to lên con mới nghe được. Nào. Bus. À, bus. Giờ mới nghe. Bus. Number two. Bat. Bat. Bo. Banana. Bo. Banana. Butterfly. Cô chưa có nghe banana. Banana. Ok. Good. Nào bây giờ mình có một cái game khác ha. Bây giờ cô chỉ cái hình nào thì con đọc cái hình đó nha. Cô che cái hình nào là Simon đọc hình đó ha. Ok. Nào. Yes. Simon, what is it? Cô che hình gì rồi? Hả? Hả? Cô che hình nào rồi? Mau lên. Ok. Now, wait, next. Number two. Cô che hình nào rồi? Bus. Ủa sao tự nhiên cái loa nó bị sao đó, cô không có nghe. Con nó lớn như vậy mà cô không nghe. À bây giờ mới nghe. Cô biết sao cô không nghe rồi. Tiếp theo nha. Tiếp theo nha. Rồi cái này. What? Con nói to quá, cô cũng không có nghe được đâu. Rồi tiếp theo nha. This one. Bat. Ok, and the last one. Hả? Ball. Ok, very good. And now, we open this one. Simon, this one. What is it? Clear this. Hình của cô ta hơn hình nặng hình vậy? Hmm? Hình của cô ta hơn hình nặng hình. Now, you have one. No, again, again. Banana! Ah, okay. Now, wait for a while. Rồi. This one, bây giờ cô chọn lại nha. Con là coi có đúng không? This one, this picture. What is it? Con là butterfly. Butterfly, are you sure? Con chắc chưa? Con chắc chưa? Chắc là không đúng. Chắc hả? Chắc. Ok, let's see. Oh yes, it's a butterfly. Simon hôm nay học giỏi quá. Nào, tiếp theo nào. What is it, Simon? This one. This one? How about this one? Banana. Banana? Are you sure? I don't think so. It's not banana. Ý hình như là banana ở dưới. Vậy là không phải rồi. Vậy là cái này là cái gì? Cái gì vậy? Không biết rồi. Cái gì? Bo. Are you sure? I don't think so. Now let's see. No, it's not a bone, it's a bat. A bat. Okay. And how about this one? Rồi. How about this one? This one, Simon? Bus. Okay, bus, see? Bus. Yes, it's a bus. And how about this one? What is it? Now? Đá. This one, Simon? Can you guess? What is banana. Banana. Are you sure? Are you sure? Yeah. Now let's see. Banana. Oh. Is it right or not? Oh, yes, it's a banana. Yes. My okay. And how about this one? The last one is a? Okay. That is a ball. Oh, okay. Very good. Now, Simon, can you tell me again? Yes. I
have, what letter is it? Now I clear this one. What letter is it? What letter is it, Simon? Yeah. Letter? Letter B. B. Rồi bây giờ con kể cho cô mấy từ mà có bắt đầu bằng letter B xem nào. You have? Bear. Bear. Butterfly. Butterfly. Good. What is? Bo. Bo. Ba. What's ba? And what's next? The wheel on the bus. The wheel on the bus go round and round, round and round. What is it? Bếp thôi, con chờ con bếp cái. Baker. Bus. And what? Yes, bus. And what else? Bat. Okay. And how about? How about this one? A bug. Bear. Okay, good. Buck. Butterfly. Water. Okay. Rồi, con hiểu bài hôm nay chưa nào? Okay. Yes, we stop here and see you next time. Goodbye, Simon. Bye-bye. See you. Okay. Bye-bye, teacher. Rời khỏi cuộc học.